Kính thưa quý vị, một câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề tàu cộng. Bây giờ thật thà mà nói là trên thế giới này không ai thích cộng sản cả. Ngoại trừ những cái dân tộc nó còn ám chướng u mê, nó còn bán khai. Còn tất cả những dân tộc văn minh trên thế giới họ đã tẩy não, họ đã loại bỏ cộng sản trên 2 thập niên rồi. Chẳng hạn như Đông Âu, từ Kiệp Khắc đến Hung Gia Lợi, từ Lỗ Mani đến các quốc gia Trung Á, họ đã nhận ra, nói thẳng một cách thực tế, dân da trắng họ thông minh hơn dân da vàng. Bây giờ trên thế giới cộng sản bị loại hết tất cả các quốc gia da trắng, ngoại trừ còn vài quốc gia da vàng đau khổ, trong đó có Việt Nam, có Campuchia, có Lào, có Miến Điện, có tàu cộng. Chứ còn tàu Đài Loan nó cũng văn minh, nó cũng bỏ cộng sản hơn nửa thế kỷ rồi. Cho nên nó là một quốc gia gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Và đến bây giờ thì nó bỏ hẳn chữ Trung Hoa, nó nghe cái chữ Trung Hoa nó xấu hổ, cho nên nó gọi nó là Cộng hòa Đài Loan. Ngay cả passport bây giờ nó cũng không còn mang cái chữ Trung Hoa, mà nó là passport của những công dân Đài Loan. Thế thì hôm nay câu chuyện làm sao mà liên quan đến tàu cộng? Ở tỉnh Sơn Đông, ở bên tàu, ở thành phố Sơn Đảo, Thanh Đảo của Sơn Đông, có một người tàu già, họ hỉ. Suốt cả tuần vừa rồi, ông ta đã treo lá cờ của Hoa Kỳ, lá cờ của Anh, lá cờ của Úc, lá cờ của Canada. Và ông ta còn đứng liên tục hoan hô. Cô ta, ông ta hoan hô như thế nào? Dân chủ muôn năm, độc tài diệt vong. Ông ta năm nay đã ngoài 64 rồi. Một phần là vì ông ta tức trong cái vấn đề tiền hưu trí trả là bao nhiêu, nhưng mà cộng sản cũng cúp, vì ông ta chống lại cộng sản. Câu chuyện xảy ra bây giờ vẫn còn ngay tỉnh Sơn Đông bên tàu, và rất nhiều người dân tàu ủng hộ đường lối của ông ta. Rất nhiều người dân tàu ủng hộ đường lối Donald Trump phải thắng cử. Người người ở Á Châu cũng như thế giới đều công nhận nếu Donald Trump mà thất cử kỳ này thì nước Mỹ này xuống hố, và Tập Cận Bình sẽ điều khiển việc nước của Hoa Kỳ. Bởi vì Đảng Dân Chủ ăn quá nhiều tiền của Tập Cận Bình, nợ. Vì thế cho nên bây giờ mở miệng mắc quai. Giống như Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Campuchia nợ tàu cộng. Bao nhiêu năm đánh giặc, chết chóc, bây giờ phải đưa gái, đưa đất cho tàu cộng. Công dân này là một người nói thẳng một câu. Ông ta bảo rằng là nếu chúng ta muốn có một đời sống tự do, thoải mái thì phải tiêu diệt cộng sản. Cho nên miệng luôn luôn hô dân chủ muôn năm, độc tài diệt vong, làm cho cả thế giới phải rúng động. Và Tập Cận Bình đang sượng mặt là vì ca tụng Đảng Cộng sản là đại diện cho dân tàu. Bây giờ đi vào thực tế, Cộng sản tàu chỉ là một vài chục triệu những tên đảng viên biết tham nhũng, biết tham mô, biết hối lộ. Còn 1.300 triệu dân của tàu, họ thù ghét cộng sản. Nếu có cơ hội là họ lộ nguyên hình là chống cộng. Dân chủ muôn năm, độc tài diệt vong. Ông ca tụng Donald Trump, ông ca tụng nước Mỹ. Và ông khen những người dân tàu đã thoát được địa ngục cộng sản mà qua đến Hoa Kỳ sinh sống. Ông cũng ước mong, nhưng mà ông bảo ông hết thời vì ông đã già rồi, bây giờ chỉ chờ chết mà thôi. Công an cộng sản túm vào bắt ông ta, và rồi đây ông ta sẽ bị tiêu diệt, mất tích. Tức là có nhiều nguồn tin cho biết như thế.
Tập Cận Bình bây giờ thống nhất nước không còn là một chế độ, hai chính sách của Đại Lục và Hồng Kông. Dân Hồng Kông bây giờ cũng đang bị bắt và đem về tàu xử án, làm cho cả thế giới khinh bỉ và lên án Tập Cận Bình. Rồi lại có một nguồn tin nữa, Hoa Kỳ từ lâu nay chủ trương là tiêu diệt Cộng sản Tàu. Tôi nhắc lại câu đó nhé. Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump chủ trương tiêu diệt Đảng Cộng sản Tàu và thế giới. Vì quý vị còn nhớ vào năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã ra diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước 192 phái đoàn của 192 quốc gia. Ông tuyên bố rằng nơi nào có cộng sản, nơi đó có sự khốn nạn cho con người. Cho nên cần phải tiêu diệt. 2019 lại một lần nữa ra diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ông kêu gọi mọi người hãy siết chặt tay nhau để tiêu diệt Đảng Cộng sản Tàu. Ông nói rõ Cộng sản Tàu là kẻ thù của nhân loại. 2020 vừa rồi, vào ngày 29 tháng 9 ở diễn đàn Liên Hiệp Quốc qua trực tuyến, ông ngồi ở tòa Việt Cung, ông kêu cả thế giới biết rằng thủ phạm trong cái vụ Vũ Hán này là Tàu Cộng. Và ông sẽ bắt Tàu Cộng phải trả rất đắt. Cho nên quý vị thấy rằng Tàu Cộng mất mặt và Tàu Cộng bị tiêu diệt, không dám lên án. Lâu lâu chỉ nói vài câu cho có lệ. Nếu Mỹ mà xâm phạm vào Đài Loan là Mỹ xâm phạm vào nội bộ của Tàu Cộng. Nếu Mỹ mà bành trướng thế lực quân sự Á Đông là tạo nên nguy hiểm cho trong vùng. Ba cái chuyện vớ vẩn, từ thằng Vương Nghị cho đến thằng Lý Quốc Cường, rồi mấy cái thằng phát ngôn viên, ba cái con nói lăng nhăng của Tàu Cộng. Nhưng mà chỉ là hăm dọa thôi, không dám làm gì hết. Và đến bây giờ là có cái tin cuối cùng cho biết rằng Tàu Cộng từ tháng Giêng năm 2020 đã ký cái Phase 1 về hiệp ước kinh tế với Hoa Kỳ. Rồi sau đó xảy ra vụ dịch Vũ Hán, Tổng thống Mỹ tuyên bố không thảo luận với Tàu Cộng được. Tàu Cộng không phải là đối tác mà là kẻ thù của Hoa Kỳ và của nhân loại. Đến hôm nay Tàu Cộng chết nhiều quá vì lũ lụt trên 100 ngày. Cho nên Tàu Cộng đang năn nỉ bắt đầu mua đậu nành của Mỹ trở lại. Có hai lý do. Thứ nhất là Tàu Cộng biết rằng nước Mỹ không cần Tàu Cộng. Lâu nay Tàu Cộng cũng như Đảng Dân Chủ bảo rằng là Donald Trump đánh thuế cao cho cái thương mại của Tàu Cộng là một sai lầm. Cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu Cộng là một sự sai lầm của Donald Trump. Rồi đây đời sống của dân chúng Mỹ sẽ khổ sở. Thuế cao, giá cao. Nhưng sau 2 năm chiến tranh thương mại, gọi là chiến tranh thương mại, thật ra nó chỉ có một chiều. Donald Trump đã đem về cho nước Mỹ hàng trăm tỷ đô la tiền phạt về kinh tế. Rồi lại phạt về tất cả những cơ quan làm ăn công ty của Tàu Cộng xen vào vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bắt GTI phạt 1.800 triệu, bắt Huawei giám đốc tài chính nhốt Canada. Rồi bây giờ trục xuất tất cả những cái tên cán ngố của Tàu Cộng mà cái dính dáng vấn đề an ninh quốc gia. Tịch thu tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đô la của những tay cán ngố đầu sọ của Tàu Cộng. Hôm nay ông Ngoại trưởng Pompeo trong một bài diễn văn ở Viện Chiến lược Hoover cách đây 3 ngày, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố từ nay cho đến cuối năm các trung tâm khổng tử của Tàu sẽ bị trục xuất, tống khứ ra khỏi nước Mỹ vì có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là những nơi ổ gián điệp của Tàu Cộng. Tàu Cộng đau khổ quá lên tiếng bảo vậy là Hoa Kỳ đã đi ngược lại đường lối của nhân dân hai nước. Làm gì có chuyện nhân dân hai nước. Đối với Cộng sản chuyên môn nó dùng danh từ lưu manh. Thứ nhất là hai dân tộc, trong khi chỉ có Đảng Cộng sản Tàu, Cộng sản Đông Dương, mà nó nhận vơ là hai dân tộc Mỹ và dân tộc Tàu. Đâu Tổng thống Donald Trump nói rằng là tôi tiêu diệt Đảng Cộng sản Tàu.
chứ không tiêu diệt dân tộc. Dân tộc 1.300 triệu dân đó là nạn nhân của Đảng Cộng sản tộc. Để cho cái thằng Cộng sản tộc Tập Cận Bình không còn ma nớp lợi dụng dân tộc vào vấn đề chính trị. Cộng sản tộc nói rằng Hoa Kỳ cấm Khổng Tử văn hóa đó là xâm phạm vào tự do văn hóa của hai dân tộc. Chúng nó lưu manh hai dân tộc để đôi bên cùng có lợi. Đối với thằng Cộng sản đừng bao giờ dùng cái chữ để đôi bên cùng có lợi, mà chỉ có mình nó có lợi rồi người ta chết. Bằng chứng quý vị thấy có cái nước nào trên thế giới này mà còn cộng sản mà dân chúng sướng đâu. Bởi vậy cho nên tàu cộng một lần nữa bị nước Mỹ trừng trị bằng cách tiêu diệt cái nền văn hóa của tàu dưới cái lớp áo gián điệp. Donald Trump sáng suốt tẩy chay và tống khứ những cái trung tâm Khổng Tử của tàu cộng ở bên Hoa Kỳ. Đây là một cái tát vào mặt chế độ cộng sản tàu và cộng sản thế giới. Rồi chúng ta lại có một tin khác nữa, đó là Joe Biden nói nếu mà là trúng cử tổng thống lần tới sẽ đưa ra một cái chính sách thuế gia tăng rất nhiều. Tiểu bang Cali sẽ bị đóng thuế 62.6%, tiểu bang New Jersey sẽ bị đóng thuế 60%, thành phố New York sẽ bị đóng 62%, tiểu bang New York 54%. Đây là cái thuế mà Joe Biden chủ trương đánh vào những người giàu lương trên 400.000 một năm. Nếu quý vị làm 500.000 là quý vị đóng 62% tiền thuế. Đây là một cái sự bóc lột và ăn cướp cạn tài sản của nhân dân qua đường lối của xã hội chủ nghĩa. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.